Vì sao lại bỏ công việc kỹ sư được đi làm quốc tế? Vì sao lại về đây làm, dạy học? Thất bại thì sao? Cái cơ hội kia có bao giờ trở lại đâu. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Khi thầy làm video này là Hà Nội đã vào thu, tiết trời rất là mát mẻ và dễ chịu. Người ta nói rằng những người sinh ra vào mùa thu sẽ có một tính cách hiền hòa và giàu tình cảm, lãng mạn, mộng mơ. Và Hoàng Ology English cũng ra đời vào một ngày thu như vậy. Thì hôm nay nhân dịp thành lập trung tâm, ngày kỷ niệm ngày thành lập trung tâm Hoàng Ology English, thầy kể đôi lời về một câu chuyện về những ngày mà thầy bắt đầu dạy học vào mùa thu năm ấy, năm 2008. Thì biết đâu nó sẽ có một số cái trải nghiệm hay một số điều gì đó mà hữu ích đối với chúng ta. Ok, có lẽ là trong cuộc đời của chúng ta thì sẽ có nhiều ngày sinh nhật. Đôi khi là chúng ta có thể nghĩ đến sinh nhật là một dịp chúng ta được quây quần bên bạn bè hay là bên gia đình của chúng ta. Và đối với nhiều người thì sinh nhật thì họ có thể ở một mình. Có nhiều người thì sinh nhật lại là những cuộc vui bất tận. Thế nhưng có cách nhìn khác để chúng ta nhìn về sinh nhật, đó là nghĩ về những ngày tháng đã qua, nghĩ về những gì mà chúng ta đã làm được trong suốt một năm dài. Và đó là lý do mà cứ mỗi lần thu sang và đến tháng 9 thì thầy thường dành ra một chút ít thời gian để ngẫm lại về quãng đường mà mình đã qua, đồng hành cùng với Ology English. Ok, thế thầy kể lại chút câu chuyện ở đây về những cái ngày tháng đó. Có lẽ khi mà người ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quá khứ là có khi tuổi trẻ đã ở lại phía sau. Thầy thì vốn là một người có thói quen hoài niệm từ bé, vì thầy chỉ nghĩ đơn giản rằng là nếu mà kỷ niệm của chúng ta không được ôn tập thì chúng sẽ dần phai nhạt theo thời gian và hư vô, và rồi cả tuổi trẻ của chúng ta khi hồi tưởng lại sẽ chỉ như là một tờ giấy trắng, hoặc là được phủ một màn sương thời gian mờ mờ ảo ảo. Vì thế hôm nay thầy chia sẻ đôi dòng, đôi lời để chúng ta, thực ra là để cho thầy lưu lại một chút ký ức và để lại lưu lại những cái suy nghĩ của mình vào thời điểm này, để sau đây một thời gian nữa, biết đâu ở một hoàn cảnh khác, ở một độ tuổi khác, thì có thể suy nghĩ của mình đã rất là khác ở thời điểm này rồi. Và các em cũng vậy, cũng sẽ có những cái thời điểm mà các em bắt đầu khởi sự, bắt đầu làm một công việc gì đó, thì hoặc là bắt đầu một tình yêu mới, một tình bạn mới, bắt đầu một cái giai đoạn mới của cuộc đời, thì chúng ta hãy dành đôi chút thời gian để hồi tưởng lại những cái thời điểm đó. Vì đó là những cái cảm xúc, ký ức và trải nghiệm sẽ tạo nên con người của mình. Ngày này 12 năm về trước, là ngày 22 tháng 9 năm 2008, thì trong một căn phòng nhỏ ở trên gác 2, trên quán cà phê Phú ở 135B Mai Hắc Đế, thì có một thanh niên 24 tuổi, mảnh khảnh, đen, gầy, chỉ có đôi mắt lấp lánh ở phía sau gọng kính. Từng chút một, thanh niên quét nhà, lau sạch sẽ và sắp xếp 9 cái bàn liền ghế màu xanh lục và một chiếc ghế nhựa dành cho mình ngồi. Căn phòng nhỏ bé, nhỏ xíu, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, tích tắc, khiến cho thanh niên biết rằng không gian lúc này đang rất là tĩnh lặng. Thời gian đang chậm rãi trôi đi.
Thế nhưng tiếng nhịp tim thì thình thịch, vang theo mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ. Có lẽ khi tim con người ta đập dồn dập, hẳn là khi đó người ta đang có chút gì hồi hộp trong lòng. Sau này khi tìm hiểu thêm về tâm lý con người thì người thanh niên ấy mới hiểu rằng là khi tim mình đập mau, đập nhanh, đập mạnh như vậy thì đó là cơ thể của mình đang dồn nhiều máu để chuẩn bị tập trung phản ứng cho một tình huống mới, một tình huống quan trọng nào đó. Còn thời điểm ngày ấy thì thanh niên chỉ thấy tim đập, chỉ thấy chân run. Tất cả những tính toán kỹ càng, những sự chuẩn bị kỹ đến đâu đi nữa giờ thì cũng tan biến theo sự lo lắng và căng thẳng trong căn phòng nhỏ 6 mét vuông ấy. Ôi, mình đang ở đâu thế này? Ôi, vì sao mình lại bỏ lại công việc quốc tế, mình bỏ công việc kỹ sư quốc tế chuyên nghiệp để về đây? Làm gì? Ngồi trong căn phòng chật chội này. Ôi, liệu mình có làm được không? Liệu buổi học hôm nay sẽ ra sao? Ôi, liệu tương lai của mình như thế nào? Liệu bố mẹ và người thân có thất vọng về mình không? Bất giác, mồ hôi lấm tấm dần ở trên trán, rồi chảy thành dòng hai bên thái dương, dù rằng máy điều hòa lúc này vẫn đang bật. Vù vù, vù vù, làn gió mát. Khẽ đưa tay quẹt từng giọt mồ hôi trên trán, thanh niên chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình, sơ vin lại cho cẩn thận. Quanh hông, dù thế nào, thì mình cũng phải cần xuất hiện chuyên nghiệp nhất có thể. Rồi thanh niên lặng lẽ kiểm tra lại bút, kiểm tra khăn lau bảng, rồi lặng lẽ xuống nhà, bưng cốc nước lên qua từng bậc cầu thang tối tăm và có mùi ẩm thấp. Khi mang nước lên tới phòng và đặt trên tủ giày nho nhỏ dùng để làm nơi để chiếc máy tính nhỏ Asus EPC nhỏ xíu, bỗng mặt mũi thanh niên sa sầm lại, trời đất quay cuồng, không gian bỗng tối xây sầm mặt mày, dù rằng căn phòng có đến tận 4 bóng đèn tuýp. Lặng lẽ cúi xuống hít một hơi thật dài theo bản năng, từ từ nhắm mắt hít thở cho tới khi cơ thể trở về bình thường và hơi thở đều đặn trở lại. Sau này thanh niên mới hiểu rằng những lúc căng thẳng thì mình cần phải hít những hơi dài thật là sâu để cung cấp đủ oxy cho cơ thể và não trong những tình huống ấy. Lặng lẽ đứng lên ghế, thanh niên thắp nén nhang cho lòng thanh tịnh. Đó là khung cảnh của thầy trong những cái giây phút đầu tiên vào cái buổi học đầu tiên khai giảng ở căn phòng nhỏ 135B Mai Hắc Đế. Đó, rất là hồi hộp. Mà sau này mỗi khi mà chúng ta trước một cái sự kiện trọng đại, quan trọng nào đó, chắc hẳn chúng ta sẽ có những lúc hồi hộp, sẽ có những lúc căng thẳng. Và thì lúc ấy chúng ta nhớ là mình phải hít thật là sâu, đứng ra chỗ nào đó có nhiều oxy, hít thật nhiều oxy vào để cung cấp cho cơ thể, và dùng hơi thở để điều hòa trở lại, dùng hơi thở để kiểm soát thân và tâm. Ok, thì quay trở lại câu chuyện nhá. Tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa, cốc 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 cốc. Bên cái cửa nhôm kính ngày đó là một cánh cửa nhôm kính, nó dán để can màu xanh da trời, kẻ ô vuông nho nhỏ. Rồi một gương mặt trẻ xuất hiện sau cánh cửa, rồi những gương mặt khác cũng dần dần đến với buổi học đầu tiên. Buổi học đầu tiên ấy, lớp học chỉ đủ chỗ cho 9 người ngồi.
giọng thanh niên văng vẳng trong căn phòng nhỏ. Có lẽ mỗi bạn đến đây đều có những ước mơ và những mong muốn của riêng mình về một tương lai tốt hơn. Với tôi cũng vậy. Đây cũng là bước đầu tiên của tôi trên một con đường mới. Cảm ơn các bạn đã đến và đồng hành cùng tôi trên con đường này. Hy vọng chúng ta sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Đó là những lời nói đầu tiên của thanh niên trong buổi học đầu tiên đó. Đó là một buổi học thử, buổi học đầu tiên trải nghiệm của khóa học đó. Khóa học đầu tiên ấy có mấy em học sinh của trường Genetics. Có em Hương, có em Huyền Genetics Quảng Ninh, có em học viện ngân hàng, có em học bách khoa, có em Lê Xuân Thắng Hanami, học đại học bách khoa Hà Nội, ngành tự động hóa, có em Hằng Giang Thỏ FTU, vân vân, và có cả những người đi làm như bạn Hồng Mùi. Một khóa học mà thanh niên ngày ấy chỉ biết chia sẻ hết lòng những điều mình có, chứ không hẳn là dạy học sinh. Những cái ngày tháng đó, những người trẻ đến với lớp học đó đều bằng một cái niềm tin nào đó, bằng một ánh mắt lấp lánh nào đó, để mong muốn phát triển bản thân mình, để đón nhận những cơ hội nghề nghiệp mới và tốt đẹp ở trong cuộc đời phía trước. Còn bản thân thanh niên, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, có thể là sự trông tranh lo lắng về những vấn đề mà mình chưa biết cách giải quyết, về những khó khăn mà mình còn đang gặp phải trên con đường mình đi không có người hướng dẫn. Nhưng đan xen với cảm xúc đó là một niềm vui khó tả, một niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được chia sẻ những gì mình hiểu, những gì mình biết và những gì mình trải nghiệm cho các bạn trẻ qua từng bài giảng. Sau này thì gần đây, thì đến năm 2020 thì thầy có dịp gặp lại được những bạn trẻ đó. Thầy gặp lại bạn Huyền Genetics, thầy gặp lại bạn Thắng Hanami là bách khoa Hà Nội, giờ thì là kỹ sư của Vietnam Airlines. Thầy gặp lại các bạn qua khóa học online TOEIC, nghe đọc và TOEIC nói viết. Cái đó là một cảm giác rất là đặc biệt khi mà mình gặp một người xưa cũ, cảm giác rất khó tả. Dường như là tuổi trẻ của mình đã trôi qua rất nhanh, tuổi trẻ mình thế ư, vèo vèo, tuổi trẻ mình đã 10 năm trôi qua rồi. Mình gặp lại những con người ấy hơi bồi hồi, hơi tiếc thế, nhưng vẫn rất là vui vì thầy trò, mà thực ra là anh trò ngày đấy thì các bạn chỉ gọi thầy là anh thôi, thầy trẻ quá, và vẫn biết nhau, vẫn nhớ nhau, vẫn trân trọng, vẫn rất là quý nhau. Ngày đó, trước đó thì thầy kết hôn thì các bạn ấy cũng đến. Năm 2010, cái lớp học là 2008, thế 2010 thầy kết hôn thì các bạn đều đến dự, các bạn đã đều đến dự. Và giờ thì các bạn quay trở lại, do có bạn thì Huyền thì ở Quảng Ninh, còn Thắng thì bận công tác, không có điều kiện đến với lớp học. May mà có khoa học online thì mới gặp nhau trên mạng, lại tương tác, lại là những tháng ngày cố gắng, lại là những chia sẻ của thầy. Nhưng lúc này nó không phải chỉ là chia sẻ của một thanh niên mới ra trường của những tháng ngày 2008, mà lúc này là vẫn là những chia sẻ, đôi khi vẫn là chia sẻ về những điều xưa cũ, thế nhưng là bằng góc nhìn của một người đã đi qua quá nửa tuổi trẻ rồi, 30 mấy tuổi rồi, và chia sẻ về những điều mà thầy trải nghiệm trong suốt mười mấy năm làm việc, chăm chở, tâm huyết và phát triển không ngừng. Ok, thì quay trở lại câu chuyện nhá. Thì đấy là cái cảm xúc của thầy khi mà gần đây là được gặp lại các cái bạn đó. Thì sau này các em cũng thế thôi, khi mà các em được gặp lại những người xưa, tình cũ, cảm xúc nó sẽ dâng trào. Những cái năm ngày tháng đó là những ngày tháng đầy khó khăn đối với thanh niên ngày đó. Và khó khăn đến là vì đôi khi có những vấn đề, có những khó khăn trong việc giảng dạy,
Làm sao để làm cho học sinh hiểu bài đây? Làm sao để buổi học trở nên hấp dẫn hơn? Làm sao để học sinh có động lực hơn? Để học sinh tự tin về bản thân hơn? Làm sao để học sinh có thêm tình yêu và nguồn cảm hứng để duy trì tinh thần học tập mãi 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 không ngừng? Làm sao để học sinh tiến bộ nhanh nhất đây trong khoảng thời gian ngắn? Làm sao? Không có ai trả lời cả. Và có rất là nhiều những cái giây phút trông tranh như vậy. Và một cái lần trông tranh đó là vào tháng 11 năm 2008. Năm ấy Hà Nội đổ cơn mưa, và cơn mưa lớn, lớn, rất lớn. Và đó là một trận lũ lịch sử. Chưa bao giờ phố xá Hà Nội ngập nhiều đến thế. Nhiều người không thể về nhà được vì trời ngập kéo dài. Hôm ấy thì lớp học ấy vẫn đi học đầy đủ. Cái lớp học đầu tiên đó, họ vẫn đi học đầy đủ. Có em đến lớp lạnh rét run người vì mưa ướt. Có em thì cảm thấy rùng cả mình. Thầy vẫn nhớ là thời điểm đó có bạn Thắng Hanami, người lướt thướt và giọng run. Ngày đó thì thanh niên vội chạy xuống nhà dưới để xin một cốc nước ấm, pha một cốc nước gừng ấm nóng cho em. Tinh thần đi học của các em ngày đó, ngay từ khóa học đầu tiên ấy, thì đã ám ảnh cái người thanh niên đó, ám ảnh cái anh giáo trẻ đó suốt những năm tháng sau này. Vượt qua nhiều mệt mỏi và trăn trở đời thường để luôn đến được với lớp học với tinh thần tốt nhất có thể, như những gì mà các em đã vượt qua. Đợt mưa ngày ấy kéo dài khiến thanh niên không thể về nhà được. Đài báo là có bạn trẻ tử vong ở trên đường đi bị lũ cuốn trôi. Nên khi đó thanh niên vội vã phải cho lớp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Về phần thanh niên ngày đó thì không về nhà được, và thanh niên quyết định là ngủ tại lớp học suốt mấy đêm chờ cho tới khi hết ngập. Đợt mưa lớn khiến cho Hà Nội trở thành ổ dịch bệnh. Sau này thì thanh niên cũng bị ốm, và ngày đó thì thanh niên bị sốt cao 39-40 độ, sốt đùng, giật, và nằm lại một mình ở trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng lớp học vẹn vẹn chỉ có 6 m². Đêm bật dậy đầy ác mộng. Trong căn phòng lạ lẫm, tối om, mê man về những mảnh ghép ký ức của những câu chuyện thành công và thất bại. Đó là tuần lễ 20 tháng 11 đầu tiên của anh giáo. Anh ốm ly bì, nằm ly bì bất tỉnh trên sàn nhà của lớp học. Thi thoảng thì anh lại tỉnh giấc bởi tiếng rộn ràng ồn ào của phụ huynh nườm nượp đến chúc mừng cô giáo ở nhà bên. Đó là một cô giáo tiểu học. Phía bên kia của cánh cửa nhôm là ánh sáng. Phía bên này đây là bóng tối. Cùng là dạy học, là hai số phận. Rồi thì thanh niên lại thiếp đi, lại mê man. Trong cơn mơ thi thoảng lại có giọng nói vọng về hỏi vì sao lại bỏ công việc kỹ sư được đi làm quốc tế, vì sao lại về đây làm dạy học, thất bại thì sao, cái cơ hội kia có bao giờ trở lại đâu, mày nghĩ mày là ai. Cứ như vậy. Số anh dù sao cũng may mắn là có được một người con gái, một người bạn gái chăm sóc vào những ngày tháng đó. Và có một người bạn thân là bác sĩ đến thăm khám và cho anh uống thuốc. Dần dần rồi anh đỡ và tỉnh lại. Ngồi dậy được rồi thì anh nghĩ là nếu thất bại thì sao?
Nếu thất bại thì sao bây giờ? Ok, chỉ có hai khả năng thôi. Một là thành công, hai là thất bại. Nếu thành công thì vui, nếu thất bại thì mình làm lại. Nếu lại thất bại nữa thì mình làm lại nữa. Nếu lại thất bại nữa, mình làm lại thêm lần nữa. Nếu mình thất bại n lần thì mình sẽ làm lại n cộng 1 lần. Cùng lắm thì mình giải nghệ, lại đi kiếm một công việc văn phòng nào đó dùng đến tiếng Anh, hoặc là dùng đến kiến thức kỹ thuật của mình. Vừa trẻ mà, mình có hai bàn tay trắng đây, mình có hai bàn tay sẵn sàng lao động, mình có khối óc, mình có trái tim nóng ấm. Không sợ không nuôi được bản thân mình, không phải sợ, chiến, cứ thể cố gắng hết mình thôi. Đó, anh tự động viên chính bản thân mình. Thế rồi vèo 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 vèo, 12 năm giờ đã trôi qua rồi. Biết bao nhiêu là thăng trầm, biết bao nhiêu là thử thách. Và đi kèm với nó, đi kèm với những thử thách bao giờ cũng là những bài học và những cái niềm hạnh phúc về những cái trải nghiệm mới, về những gì mà mình đã làm được. Có những khi nhìn lại, có những khi cười vui, có những khi hạnh phúc vì vô tình gặp lại được những cái người xưa cũ, khi thể gặp lại những cái bạn trẻ, như thầy kể, bạn trẻ học viên của ngày đó, những ngày tháng mà mình còn trẻ trâu lông rồi, thì thầy thấy là có những lời hứa mình tưởng là có thể hoàn thành sớm, nhưng có thể phải mất rất 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 nhiều thời gian. Ngày đó khi kết thúc khóa học TOEIC thì các bạn muốn học thêm nữa, học thêm viết, học thêm nói để có thể đi làm ở trong môi trường quốc tế, hoàn thiện kỹ năng của mình hơn. Thì thầy cứ nghĩ rằng ok, chỉ mất một vài tháng để mình soạn ra một chương trình thì tiếp tục hỗ trợ và phát triển những bạn trẻ. Thế nhưng không, có những cái lời hứa mình tưởng là vài tháng có thể làm được. Trẻ trâu mà, mình đâu có tầm nhìn đâu. Nhưng thực ra phải mất tận mười mấy năm, mười mấy năm trời thì mình mới có thể làm xong được, mới có thể hoàn thành được cái lời hứa đó. Và giờ là mình gặp lại được những bạn trẻ đó ở trong cái khóa học mới đó. Đó là cảm giác rất đặc biệt. Rồi giật mình thì thấy tuổi trẻ của mình đã trôi quá nhanh. Và cái lớp học tí xíu ngày xưa đó thì giờ đây nó đã khác rồi. Nó đã có nhiều phòng học hơn, và đã có thêm cả những thầy cô, đội ngũ, những người bạn đồng hành tâm huyết, nhiệt tình và yêu công việc, rất 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 là tâm huyết với việc hỗ trợ những người trẻ. Anh giáo thì giờ có thể gọi là chú giáo được rồi, có học trò giờ đã xưng là con với anh mà. Nhưng mà anh vẫn vậy, vẫn yêu việc chia sẻ cho những người trẻ đầy đầy những long lanh. Điều mà thanh niên ấy tâm đắc khi nhìn lại, điều mà thanh niên ấy cảm thấy hạnh phúc trong những cái tháng năm qua, đó là mình hãy cố gắng giúp đỡ những người khác khi mà mình có thể. Hãy mở rộng lòng, cho đi, chủ động giúp đỡ những người mà mình có thể gặp trên cuộc đời và không mong cầu đáp lại. Chính cái tinh thần đó giúp thầy có được ngày hôm nay, có được cái niềm hạnh phúc vì mình đang làm công việc đó giúp mọi người. Và chính vì muốn giúp nhiều bạn trẻ, muốn giúp nhiều người trẻ với những vấn đề không phải chỉ là tiếng Anh, không phải
chỉ là ngôn ngữ, không phải chỉ là học tập, mà còn cả nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống, cách mà mình làm việc, cách mình tổ chức cuộc đời. Thì chính vì cái động lực đó mà thầy phải học tập không ngừng nghỉ. Mình phải liên tục hoàn thiện bản thân. Gặp học sinh gặp vấn đề tâm lý thì mình đi tìm hiểu về tâm lý. Gặp học sinh gặp vấn đề về thời gian, mình tìm hiểu về thời gian. Gặp học sinh gặp vấn đề về các mối quan hệ thì mình lại phải tìm hiểu về các mối quan hệ. Gặp học sinh gặp vấn đề về những cái lĩnh vực nào đó khác thì mình lại đi tìm hiểu về những lĩnh vực đó để mình hiểu hơn, để có thể đồng hành, để có thể chia sẻ với họ, có thể giúp đỡ họ nhiều hơn, nhiều hơn những gì mà mình có thể. Và chính điều đó khiến cho thầy có được cái tinh thần ology, học tập liên tục không ngừng. Và đó cũng chính là lý do mà có cái câu chuyện ology này, câu chuyện kể này. Thì ok, thì thầy có thể dừng ở đây. Đó, cái tinh thần đó chính là cái điều tuyệt vời đã khiến cho thầy vịn vào để đi vững vàng qua những cái ngày tháng trong tranh, trong suốt tuổi trẻ. Và khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhỏ nhỏ thôi. Mình không phải làm được gì nhiều quá, mà mình chỉ nghĩ là mình đang làm điều có ích đây, và mình đã sống được một tuổi trẻ đã đời, và cho mình sống lại, mình sẽ sống như vậy. Ok, thì có lẽ thì câu chuyện dài rồi, thì thầy dừng ở đây. Em hy vọng rằng là các em hãy sống hết mình, hãy cố gắng giúp tất cả mọi người, hãy sống lắm và cố gắng sống có ích, để sau này một thời gian nữa, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, khi nhìn lại, chúng ta cũng sẽ thấy là tôi đã có một tuổi trẻ, tôi đã có một cuộc đời đáng sống, đã đời. Ok, thế nhá. Thế thì dừng đây nhá. Chúc em có một tuổi trẻ, và cả những bạn khi nghe video này đã qua nửa tuổi trẻ, luôn luôn có được một cuộc đời đầy ý nghĩa và cảm hứng và có ích cho mọi người xung quanh. Tạm biệt em, thầy Hoàng ở Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.